Cơ sở của Tùng Tám xin kính chào các anh nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng tôi có lên mọc xong một bộ bàn ghế gỗ rổi chun. Trước mặt quý vị đây là hình ảnh của bàn ghế số rổi chun tay 14 đây. À thì là cực kỳ là vân veo đẳng cấp chọn vân đây quý vị nhé. Bộ sản phẩm này thì bao gồm có 7 món, có 2 ghế, 3 đôn, 1 bàn và 1 đoạn dài. Đây hình ảnh tổng thể của ghế đây. Và để sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người về chi tiết. Đây là hình chiếc đoạn dài này. Chiếc đoạn dài này kích thước là 1m97 chiều ngang và sâu 65. Quay gần lên chiếc đoạn dài này nhé. Toàn bộ phần trương ghế như là phần tay ghế của mình nhé. Phần trương ghế này cũng như là phần tay ghế này của chúng tôi là hoàn toàn là 100% là gỗ liền khối, cực kỳ là giá trị luôn. Và đục chạm là phần trương này là đục chạm thủ công bằng tay. Đây, chính giữa phần trương này đục chạm thủ công bằng tay này. Toàn bộ đường nét đục chạm thì là cực kỳ và sắc nét luôn. Có 3 đầu phù này như là nghê trầu, nghê phượng. Quý vị để xem kỹ phần chi tiết này. Hơn cái phần chi tiết về cái đỉnh ghế này. Phần mặt ván này, phần mặt ván này là dài là phần khuôn tranh là 1m97 và chiều sâu là 65. Toàn bộ vân gỗ chun cực kỳ là đẹp vị nhá, chất liệu gỗ rổi. Đây về cái phần vách này, cái phần vách ghế này, vách giữa là chúng tôi là đục tam đơn vần cầu vị nhá, đục tam đơn vần cầu cực kỳ là sâu luôn, đục rất là sâu và sắc nét. Đây phần trường này, bên dưới là hai bên là có nghê và hình bầu rượu cuốn thơ rất là đẹp. Cái phần tay ghế đây, quay phần tay ghế này, phần tay ghế này của chúng tôi là tay ghế này là liền khối vậy nhá. Và dày là 14 cm. Dày 14 cm và đặc biệt là liền khối cũng như là vân gỗ thì là hoàn toàn tự nhiên đây. Vân gỗ rổi đây. Và bộ sản phẩm này thì chúng tôi đã trong quá trình hoàn thiện cái phần sơn lót rồi nên là vân gỗ nổi lên rất là đẹp. Đấy, quý vị nào có thể tham khảo bộ ghế này, cực kỳ là đẳng cấp luôn về vân gỗ cũng như là hàng trương và tay là hàng liền khối. Trương và tay là liền khối 100%. Cái mẫu nghề là mẫu nghề đục rất là đẹp, mẫu nghề mới nhất của tôi đấy, đục rất là đẹp. Đó là hình ảnh về cái chiếc đoạn dài. Còn phía bên này tôi xin giới thiệu một chiếc bàn đây, như là hai chiếc ghế nhỏ này. Hai chiếc ghế nhỏ này thì có kích thước là cái phần khuôn tranh này là ngang là 90 và sâu là sâu 65. Vị thế. Đây là hai chiếc ghế nhỏ đây. Sâu 65. Bề ngang là 90. Đấy, những phần tay này quý vị nhá. Những cái phần tay của tôi là chun này, là vân gỗ là hoàn toàn tự nhiên quý vị nhá. Vân gỗ hoàn toàn tự nhiên luôn. Cực kỳ là đẹp và giá trị. Đặc biệt là những cái đường nét đục chạm này, để quay gần hơn cái đường nét đục chạm của cái phần trương này. Để quý vị khách hàng tham khảo được. Đường nét đục chạm thủ công. 100% là thủ công bằng tay được. Những người thợ của tôi là đục sắc nét đến từng chi tiết luôn, quý vị thấy này, từng cái chi tiết, từng cái răng nanh của cái chú nghê này cũng được làm và thể hiện rất là kỹ. Đấy, độ hoàn thiện thì chúng tôi ở đây nó chỉ là phần sơn lót mọc thôi, nhưng mà đã rất là kỹ rồi. Về gỗ thì quý vị xem được trên màn ảnh đây, gỗ rất là đẹp. Đấy, phía bên này thì là có một chiếc đôn này, chiếc đôn này là 40 x 50, chiếc đôn kẹp ghế. Nhiều máy gần hơn và chi tiết hơn về cái phần vân gỗ cho quý vị khách hàng xem được chi tiết về phần vân gỗ này. Chất liệu gỗ rổi thì rất là tốt quý vị nhé, không cong vênh hay là mối mọt gì, cho thời gian rất là đẹp và giá trị, như là độ bền thì là cực kỳ là cao. Đấy, tiếp theo đây thì tôi có quay mặt bàn này. Cái mặt bàn này thì có kích thước là 85 nhân là 1m55 quý vị nhé. Và mặt bàn là liền tấm, một lá liền tấm đây quý vị này. Mặt bàn là liền tấm một lá luôn. Nhưng là phần vân veo này, vân veo vân gỗ đây. Đây phía hai chiếc đôn nhỏ này thì có kích thước là 40 x 40. Đấy, hai chiếc đôn nhỏ này. Rồi, tôi sẽ quay lại một lần nữa tổng thể của bộ ghế này. Còn nữa tổng thể của ghế này cho quý vị xem. Bộ ghế này là có kích thước là tay 14 quý vị nhé. Kích thước là tay 14 là toàn bộ phần trước, nhưng phần tay là cũng dày là 14 cm hết, dày 14 cm hết.
Quý vị nào có nhu cầu tham khảo cái này thì liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ cung 8 nhé. Tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Website là đồcung8.com, như là số điện thoại là 0937 510 856. Quan tâm mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh của tôi để xem hình ảnh chi tiết quý vị của cái này, thì quý vị hãy nhắn tin đến số Zalo là 0937 510 856, chúng tôi sẽ để gửi hình ảnh chi tiết của cái này cho quý vị xem như là thông số kích thước lại cho quý vị. Rất cảm ơn vì đã dành chút thời gian để xem video clip này và cho những video clip khác.